Dạ vâng, xin chào mừng anh chị và xin kính chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng ạ. Nếu như ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn nắng nhiều, thì đối với miền Trung và miền Bắc, thời tiết lại có sự thay đổi do ảnh hưởng của khối không khí lạnh. Dự báo là đến trưa chiều nay, không khí lạnh sẽ bắt đầu tác động đến vùng núi Bắc Bộ trước tiên, sau đó đến chiều tối mới ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng. Đợt không khí lạnh lần này thì có thể sẽ gây mưa rào kèm theo gió đông bắc thổi mạnh. Cụ thể là tại thủ đô Hà Nội, trời sẽ bắt đầu có mưa từ sau 3 đến 4 giờ chiều. Mưa gió thì sẽ còn duy trì cho đến tối, sau đó mới giảm dần. Và trời cũng sẽ chuyển lạnh hơn với nhiệt độ giảm xuống chỉ còn là 20 độ vào tối nay. Thời tiết thay đổi sang mưa lạnh như vậy rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, nhất là với những người cao tuổi mắc các bệnh lý về xương khớp. Việc vận động đi lại thì có thể sẽ đau hơn khi mà nhiệt độ giảm này, áp suất khí quyển thay đổi khiến cho gân, cơ và các mô của chúng ta bị co lại. Để có thể giảm các cơn đau, quý vị hãy lưu ý là không để cơ thể bị nhiễm lạnh. Chúng ta có thể giữ ấm bằng cách là đi tất chân hoặc là đeo găng tay. Ngoài ra thì có thể chườm ấm các khớp bị đau. Và cuối cùng, đừng quên là vận động thường xuyên, hợp lý theo từng độ tuổi quý vị nhé. Hy vọng với những thông tin mà Hà Linh vừa đem lại, quý vị chúng ta sẽ có những sự chuẩn bị tốt nhất trong ngày hôm nay và đảm bảo sức khỏe của mình. Còn bây giờ, xin mời đến phần dự báo cho một số nơi khác trên cả nước. Thị xã Sapa hôm nay trời vẫn nhiều mây, có lúc có mưa, địa hình cao nên khá rét, nhiệt độ buổi trưa không quá 15 độ. Thành phố Hạ Long dự báo hôm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc thổi mạnh, nhiệt độ không quá 24 độ. Với thành phố Đà Nẵng, mưa muộn hơn vào chiều tối và đêm, trước đó trong ngày trời vẫn có nắng, dễ chịu với mức nhiệt cao nhất 26 độ. Thành phố Hội An hôm nay cũng nắng đẹp trước khi chuyển mưa vào chiều tối nay, nhiệt độ trưa nay chỉ 26 độ, trời mát. Thành phố Đà Lạt hôm nay tiếp tục có nắng, sưởi ấm bầu không khí, nhiệt độ tăng gần chục độ so với đêm qua, lên 24 độ. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay vẫn nắng nhiều nhưng đỡ nóng hơn, trưa nay khoảng 33 độ. Thành phố Cà Mau thời tiết khá dễ chịu, trời nắng vừa phải, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ 30 độ.